cùng theo nha. Xin giới thiệu cả nhà, đây là vườn bông hoa anh đào. Chúng ta đang mùa xuân của ngày, đây là ngày ấm của Sia đào nha cả nhà. Cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Rất đẹp nha. Đây chúng ta coi, người ta đi coi bông hoa anh đào. Thì mình ta đi chụp hình cưới này kia đó cả nhà. Cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đây cả nhà thấy không, rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Cả nhà coi nha, cả nhà cùng thưởng thức với mình hôm nay nha cả nhà. Chúng ta cùng thưởng thức mùa bông hoa anh đào nha. Mình quay để mình làm clip mỗi ngày mình up lên cho cả nhà thưởng thức ha. Đây mình quay, đây mình quay cho cả nhà coi. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Chúng ta cùng thưởng thức hoa anh đào của mùa xuân. Đây là ngày tháng 3, ngày 24 tây tháng 3. Trời rất là ấm áp. Hôm nay bây giờ là chúng ta để mọi người vô đây để mà coi hoa anh đào. Cái này qua này á, một cái vườn nó là 5 cây số nha cả nhà. Mình đi mà mình 2 ngày chưa hết nha. Đây bây giờ mình đi cho cả nhà coi những mọi người người ta đi coi hoa anh đào. Cả nhà cùng thưởng thức kiếm mình nha. Cái nhà cái rất là đẹp. Dân cây rất là đẹp luôn. Đây, còn có gì mà mình đang làm. Mỗi ngày mình quay một chút cho cả nhà coi nha. Cả nhà không ngừng chán. Mình đi coi. Cả nhà cùng thưởng thức nha. Cùng mình đi thưởng thức hoa anh đào nha cả nhà. Hoa anh đào một cái bụi rất là bự bự, rất là lớn. Đó, người ta đi chụp hình quay phim. Đây mình sẽ làm bộ sưu tập về hoa anh đào cho cả nhà coi nha. Hoa anh đào cả nhà, những cái gánh canh các bạn đi coi thưởng thức. Cả nhà cùng thưởng thức với hương đồng quê và cuộc sống biển nha. Là mình có thể là quay hết xong một hồi mình phải làm TikTok, mình sẽ quay TikTok nha cả nhà. Đây cả nhà thấy không, rất là đẹp nha. Đó, mọi người đi coi cùng một chút ma chiều mấy ngàn người luôn hết cả nhà. Chúng ta đi thưởng thức hoa anh đào. Cả nhà thấy không, chúng ta cùng thưởng thức hoa anh đào nha. Đó, bây giờ mình đứng chỗ mình quay cho cả nhà coi ha. Thì mình đang đứng dưới gốc hoa anh đào. Đó, cả nhà cùng thưởng thức nha. Đó, mình quay một quay cho cả nhà coi. Người ta đi quay phim, người ta chụp hình. Một chút xíu nữa mình quay trong ba, mình quay trên TikTok luôn. Đây, có người ta làm mẫu để làm hoa anh đào.
cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đây cả nhà coi nha, có người ta đi, người Mỹ người ta đi làm mẫu á cả nhà, thấy không, rất là đẹp nha. Đây cho cái cô gái này cả nhà coi ha, rất là đẹp. Mình quay, mình đứng mình quay cả nhà thấy không, rất là đẹp nha cả nhà. Đây là một cái người băng qua anh đào, nó dài cho tới 5 cây số. Mình quay cho cả nhà coi, chúng ta sẽ up lên clip vòng. Chúng ta sẽ quay cho cả nhà coi và anh này ở gần nhà mình nha cả nhà, gần nhà mình luôn. Người ta đến đây người ta chụp hình, người ta quay phim, những người ta đi coi cả nhà đông lắm. Hiện đây là những cái cục hoa văn của anh đào. Đây những cái nhánh hoa anh đào, mời cả nhà thưởng thức nha. Đó, cả nhà thưởng thức với mình nha, rất là đẹp nha. Đó, thấy chưa, trời ơi, nhất thảy con bà bảy luôn cả nhà ơi. Đây hôm nay cho cả nhà coi, mình quay này xong rồi mình quay TikTok nữa ha. Mình sẽ quay TikTok một sưu tập của TikTok nữa. Cái nhà thấy không, rất là đẹp. Ôi, cái nhà thấy không, quá trời đẹp luôn. Chúng ta đây là hoa anh đào nha cả nhà, nó đang chỗ nha. Đó, cái nhà thấy không, rất là đẹp. Đây, chào cả nhà coi. Cả nhà thưởng thức với mình nha. Sẽ quay hôm nay cho cả nhà coi ha. Mình đứng gần gần lại mình quay cho cả nhà coi. Đó, những cái cây quay qua anh đào. Đứng gần gần lại cái lá cây qua anh đào nha cả nhà. Rất là cũng muốn đi làm tuyết rơi tuyết vậy. Rất là đẹp. Không còn gì mình để mình nói hết. Đây là có người ta đứng, người ta chụp hình nha cả nhà. Đứng với cái góc thì nó đẹp hơn, nó rất là đẹp nha cả nhà. Chúng ta đứng ngay cái góc bắt đầu quay những cái bánh cây. Cái nhà thấy không, rất là đẹp ha. Thank you.
Đây là những người ta đi coi băng qua anh đào nha cả nhà. Đây là con trai. Cả nhà cùng thưởng thức với mình hôm nay nha. Mỗi ngày mình sẽ quay từ tập cho cả nhà coi nha. Rồi người ta đi coi mấy người ở tiểu bang khác người ta đến đây nữa nha cả nhà. À, thứ bảy là khoảng chừng 10.000 người nha cả nhà. Thứ bảy thường tới khoảng chừng 10.000 người đến đây người ta thưởng thức cái vườn hoa anh đào. Thì bây giờ thì nó còn cho vô hàng năm thì nó đến đây thì nó cỡ coi thêm to nha cả nhà. Người ta đi đón hoa anh đào. Cả nhà thấy hay, thấy đẹp, thấy ưng bụng thì cho mình một lượt like và một lượt xem, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà. À, mình để làm bộ sưu tập về bông bông mộc lan, hoa anh đào và bông hồng nữa. Nó chỉ nó nhiều cái clip để cho cả nhà thưởng thức trong cái mùa xuân của Seattle Washington của mình nha cả nhà. Cả nhà giúp mình nha. Bây giờ có chuẩn bị thì nó sẽ đông khoảng mấy ngàn người đó. Chiều nay thì nó người ta có thể ngủ đêm ở đây, người ta có thể cắm liều, người ta phải thưởng thức cái hoa anh đào. Cả nhà thấy không, mọi người người ta cùng đi thưởng thức. Mình sẽ quay TikTok cho cả nhà coi luôn nha. Chúng ta sẽ quay phim, quay lâu lâu cho cả nhà coi cho nó không có gì chán. Bây giờ này là chuẩn bị nha, người ta sẽ đây là cái gốc của hoa anh đào, gốc của hoa anh đào. Mình quay phần thưởng cho cả nhà coi, cái này là cái gốc của hoa anh đào nha cả nhà. Đây là cái gì, đây là cái bông cái hoa anh đào rất là không có. Đó úp lên trên hương hồng quê với cuộc sống vĩ nha cả nhà. Cái kiến nha, một bông hoa và một bông sen mà mình chia sẻ cuộc đăng ký nha cả nhà. Mình có làm một cái clip này thì mình sẽ làm một cuộc sưu tập. Nhà thấy không, rất là đông người ta đi coi nha. Về rồi mình coi cho nó đẹp nha cả nhà ha. Mình quay cho cả nhà coi. Grazie a tutti.
Cái hai cô gái nhật đang uống chụp tình nha cả nhà. Bây giờ là giờ này là học sinh nó ra rồi, nó coi nha cả nhà. Đây là những chiếc bông hoa anh đào và chút chúng mình có chút tóc nữa. Cái này mà lên tóc một cái không còn cái gì để mà nói nha cả nhà. Mình đặt một bộ sưu tập về hoa anh đào đó, cả nhà thấy không, rất là đẹp nha, không còn cái gì để mà nói nha cả nhà ơi, bác sảy con bà bảy luôn. Hôm nay chúng ta là cùng nhau đi thưởng thức hoa anh đào. Ra ra đây người ta nhắm nha. Chúng ta thưởng thức tiếp là tiếp nha. Bây giờ mình quay cho 20 phút đi. Rồi ngày mai chúng ta thưởng thức tiếp nha. Bây giờ chúng ta chuyển qua với cái bông cát. Đó cả nhà thấy không? Đúng đẹp không? Rất là đẹp nha. Các anh chị nào trên YouTube mà muốn thưởng thức qua anh đào thì qua tiểu bang mình nha. Tiểu bang lân cận hoặc là những cái tiểu bang gần đây, anh chị nào muốn thưởng thức thì đến đây nha. Bây giờ là chúng ta sẽ thưởng thức những cái mọi người đi ngắm hoa anh đào nha cả nhà, rất là đẹp nha. Đó bây giờ người ta trải đồ ra để tối nay chút xíu đó người ta ngắm hoa anh đào á cả nhà. Cả nhà thấy không, người ta đang chuẩn bị nhắm qua anh đào á, cả nhà thưởng thức nha. Đây là mình đi qua đây, đây cắt không. Đây là cái gốc của hoa anh đào nha cả nhà. Ở nhà thưởng thức nha. Đây là một cái gốc của hoa anh đào. Cái gốc của hoa anh đào rất là lớn. Xong để ngành chúng mình quay. Đây. Sorry. Mình quay cái góc của hoa anh đào cho cả nhà coi nha. Cái góc này nó rất là lớn. Nó rất là lớn nha cả nhà. Đây là một cái góc của hoa anh đào nha.